Kamala Harris là một chính trị gia người Mỹ. Hiện bà đang là phó tổng thống Hoa Kỳ. Bà có một sự nghiệp chính trị đa dạng, từ cấp tiểu bang đến cấp liên bang. Trước khi trở thành người phụ nữ đầu tiên và người phụ nữ da màu đầu tiên giữ vị trí này. Hành trình để có được danh tiếng và quyền lực như hiện nay của bà Harris được coi là một hành trình độc nhất vô nhị. Con đường bà đi qua vô cùng gian nan và đầy những câu hỏi khó. Sau đây là những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của bà Harris. Không phải tự nhiên các cử tri đang đứng về phía bà tín nhiệm bà đến vậy. Những sự kiện bà đã đi qua đã giúp định hình cuộc đời và cách nữ phó tổng thống Mỹ trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên tranh cử tổng thống Mỹ. Kamala Harris là con của những người nhập cư. Cha bà là người Jamaica và dạy kinh tế tại Đại học Stanford. Mẹ bà là người Ấn Độ và là một nhà nghiên cứu ung thư. Cha mẹ bà hoạt động trong các nhóm chính trị cánh tả và tham gia vào phong trào dân quyền. Cha mẹ Harris ly hôn khi bà mới 7 tuổi và mối quan hệ của bà với cha mình đôi khi có vẻ căng thẳng. Vào năm 2019, ông đã chỉ trích con gái mình vì những bình luận bông đùa của bà về nguồn gốc Jamaica của mình trên một chương trình phát thanh. Harris theo học Đại học Howard, một trường đại học lịch sử dành cho người da đen ở Washington DC, nơi bà theo học khoa học chính trị và kinh tế, sau đó lấy bằng luật tại khoa luật của Đại học California. Phó Tổng thống thường nói về những bài học mà mẹ của bà đã truyền lại cho các con gái. Mẹ tôi rất cứng rắn, dũng cảm, là người tiên phong trong cuộc chiến cho sức khỏe phụ nữ. Bà Harris nói tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ DNC, bà dạy chúng tôi rằng không bao giờ được phàn nàn về bất công mà phải hành động để thay đổi điều đó. Gốc gác và việc được nuôi dạy theo hướng song chủng tộc có thể giúp bà Harris dễ dàng tiếp cận và thu hút được nhiều người Mỹ. Nhiều nơi trên khắp nước Mỹ có sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học, đủ để thay đổi chính trị của một khu vực, xem bà Harris như một biểu tượng đầy khát vọng. Tuy nhiên, bà Harris cũng dễ dàng hoạt động trong các cộng đồng, chủ yếu là người da trắng. Phó Tổng thống cho biết bà luôn cảm thấy thoải mái với bản sắc của mình và chỉ đơn giản mô tả mình là một người Mỹ. Trả lời báo tờ Washington Post vào năm 2019, bà Harris nói rằng các chính trị gia không nên phải cố gắng hòa nhập vào một nhóm nào đó chỉ vì màu da hoặc xuất thân của họ. Ý tôi là chính tôi ổn với điều đó. Bạn có thể cần phải tìm hiểu, nhưng tôi ổn với điều đó, bà nói. Những người quan tâm đến chính trị gia thế giới chắc hẳn ai cũng biết về việc Kamala Harris trở thành phó tổng thống Hoa Kỳ nhờ bà được chọn làm ứng viên liên hệ của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Bà Harris lần đầu tiên tham gia tranh cử tổng thống cách đây 5 năm. Sự nghiệp của bà bắt đầu khi công việc công tố viên trưởng của quận tại văn phòng công tố quận Alameda. Bà đã trở thành công tố viên hàng đầu tại đây và sau đó là cho thành phố San Francisco từ năm 2004 đến 2011. Sau một quãng thời gian công tác và chứng minh được thực lực của bản thân, bà Harris giữ chức Tổng trưởng lý California. Đây cũng là dấu mốc cho những thứ đầu tiên của bà Harris. Thời điểm bấy giờ, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và người da đen đầu tiên được bầu làm người thực thi pháp luật cao nhất tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ này. Tận dụng sự tín nhiệm của người dân và đà thăng tiến trong sự nghiệp, bà Harris đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bang California vào năm 2016. Một vị trí mà bà đã có thể thu hút được sự chú ý nhờ phong cách công tố viên trong các phiên điều trần của ủy ban. Người ta thường nói, khởi đầu trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ của bà Kamala Harris là giấc mơ dang dở. Bà đã ứng cử Tổng thống vào kỳ bầu cử năm 2020. Bà tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2019. Bà Harris là một trong số các ứng cử viên nổi bật trong vòng sơ bộ và bà đã thu hút sự chú ý giúp đỡ cứng rắn về công lý hình, chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2019, Harris đã rút khỏi cuộc đua tổng thống vì khó khăn và thiếu sự hỗ trợ của các ứng viên hàng đầu khác. Sau khi rút lui, bà vẫn tiếp tục là một người có vai trò quan trọng trong chính trị. Chính bởi những nước đi đầy táo bạo của người phụ nữ 60 tuổi này, ông Joe Biden đã không ngần ngại đưa bà lên giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ, thành công thu hút được sự chú ý của toàn quốc. Gene Durán, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris cũng tâm đắc gọi đó là một sự đảo ngược vận may lớn. Nhiều người không nghĩ bà Harris có đủ kỷ luật và sự tập trung để thăng tiến trong Nhà Trắng nhanh như vậy, mặc dù mọi người đều biết là bà ấy có tham vọng và tiềm năng trở thành ngôi sao. Rõ ràng là bà ấy có tài năng bẩm sinh, ông Durán nói. Cái bắt tay giữa Biden và Harris đã giúp cho ông Biden giành chiến thắng trước Tổng thống đảm nhiệm Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.
họ đã nhận được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu bầu của Trump Pence và chiến thắng bằng cách đặc biệt với số phiếu phổ thông, đánh dấu sự chấp nhận của cử tri Mỹ đối với các cam kết và đường đi mà liên danh Biden-Harris đưa ra. Sự kết hợp giữa nền tảng pháp luật và kinh nghiệm ở Thượng viện, bà Harris trở thành một đối tác chính trị mạnh mẽ cho Biden. Với vai trò là phó tổng thống, bà đã góp phần quan trọng trong nhiều thành tựu nổi bật nhất của chính quyền Biden. Bà đã tập trung vào một số sáng kiến quan trọng và có được kỷ lục mới về số phiếu bầu quyết định mà một phó tổng thống có thể có được trong lịch sử Thượng viện. Sự ủng hộ này đã giúp thông qua đạo luật giảm lạm phát và kế hoạch cứu trợ của Mỹ, giúp cung cấp các khoản thanh toán kích cầu trong thời kỳ COVID và các biện pháp hỗ trợ khác. Kamala Harris cũng đóng vai trò lớn trong việc cung cấp các chính sách của chính quyền Biden nhằm mục đích hỗ trợ biến đổi khí hậu. Bà ủng hộ đạo luật xây dựng lại tốt hơn với mục tiêu giảm khí thải nhà kính và đầu tư vào năng lượng sạch, mặc dù kế hoạch này chưa được thông báo toàn cầu. Bà cũng liên tục kêu gọi sự chú ý đến tác động của biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng dễ dàng bị tổn thương sâu sắc và kêu gọi hỗ trợ cho các nỗ lực ứng biến khí hậu biến đổi trên toàn cầu. Với các nước khác trên thế giới, bà Harris đã đảm nhận tốt vai trò xây dựng mối quan hệ quốc tế. Bà tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại giao, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bà đã thực hiện các chuyến du hành và thăm lãnh đạo nhiều quốc gia như Singapore, Việt Nam và Nhật Bản, củng cố cố gắng quan hệ quốc tế và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này. Những chuyến đi công tác này là một phần trong chiến lược nhằm mục đích nâng cao ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. 4 năm sau kể từ lần đầu tiên là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Harris quay trở lại và đang có cuộc cạnh tranh bám đuổi sát nút với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Bà luôn tự giới thiệu là một cảnh sát, người sẽ trấn áp ông Donald Trump. Đồng thời, bà cũng hứa hẹn sẽ thực hiện một chương trình tiến bộ nhằm nâng cao cuộc sống cho các gia đình trung lưu như gia đình bà. Trong suốt sự nghiệp của tôi chỉ có một khách hàng, nhân dân Mỹ, bà Harris nói. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang tích cực vận động tại các bang dao động, trong đó có hai ứng cử viên đang tăng cường độ nhận diện thông qua các cuộc vận động trực tiếp. Các chương trình truyền hình và kênh Postcard đến thời điểm hiện tại, các cuộc thăm dò chỉ ra bà Harris và ông Trump đang bám đuổi nhau sát nút. Từ khoảng giữa tháng 10 bước vào chặng nước rút, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thay đổi chiến lược tranh cử của mình để giành thêm sự ủng hộ từ cử tri Nam và cử tri Đảng Cộng Hòa. Đồng thời, bà cũng tăng cường công kích vào cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông giành lợi thế trong các cuộc thăm dò mới nhất. Đặc biệt hơn cả, bà Harris còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình cựu Tổng thống Barack Obama. Vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama đã không ngần ngại bày tỏ sẽ ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thậm chí là ông Obama còn sắn tay lên tiếng kêu gọi cử tri hãy bầu cho bà Harris. Bà Kamala đã chuẩn bị cho công việc này như bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Với bà Kamala, các bạn sẽ nhận được những kế hoạch thực tế. Với ông Trump chỉ là khái niệm về kế hoạch, cựu Tổng thống Obama nói. Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Holly Jackson của NBC News rằng bà không lo ngại rằng chủ nghĩa phân biệt giới tính có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng tới. Và bà nghĩ rằng đất nước đã sẵn sàng cho một phụ nữ da màu vào Nhà Trắng. Nếu giành chiến thắng, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và người da màu thứ hai đắc cử Tổng thống Mỹ.